Các bạn, chào các bạn đến với kênh Mã Tài Vlog nha. Bữa nay anh em tụi tôi sẽ làm một món rất là đặc biệt. Tôi hái thiên lý. Thường các bạn thấy ăn thiên lý xào, thiên lý né, nhưng mà bữa nay anh em tụi tôi làm thiên lý nướng miễn lưu nha các bạn. Rồi, anh em tụi tôi sẽ đi qua hái thiên lý nha các bạn. Anh Tiến đang hái các bạn ơi. Nãy giờ tôi với anh Tiến hái cũng được ít rồi nè các bạn. Đây, ở nhà trồng trồng mấy dây luôn các bạn, không phải dây này không nha. Trồng mấy dây lận. Đây nè, thấy không? Quá đã luôn, ngay đây chắc cũng khoảng nửa ký rồi. Anh Tiến đang leo hái nè các bạn. Để cho con miếng nữa nha. Con miếng nữa. Để dành nó rốt hái. Thường cái dây thiên lý này mình trồng nó trên cái cây sống nó mới có bông nha các bạn. Trồng trên mấy đống trà nó không có bông, không biết sao luôn. Chỉ có trồng trên cây sắt không có bông rồi. Thường mấy cây sống nó có bông nhiều hơn. Với chỗ nào mà nó trảng á. Trảng là sao? Trảng có ngoài có nắng, đủ nắng nữa nè. Vậy hả? Cái dây này cũng nhiều bông các bạn. Quá trời luôn nè. Nhiều chứ. Để tôi quay lại cho các bạn coi. Thấy không? Đó, nhóc luôn nè. Đi, leo nè. Nãy giờ tôi đốt than các bạn, chờ than nó tàn tàn bớt tôi để cái miếng miễn lưu vô các bạn. Đây miếng miễn lưu của tôi nè. Tôi để miếng miễn lưu vô tôi nướng nha. Tôi cho tôi quét dầu lên các bạn ơi. Tôi quét dầu bằng cái tàu lá chuối nè các bạn, thấy đầu không? Hòa đều ra. Để thôi nè, hồi nướng nó bị khét các bạn. Dầu nó nóng sôi sôi vậy rồi. Thịt bò đây các bạn. Cho bông thiên lý vô nữa nè. Đó. Đã chưa? Miếng này nó hơi nhỏ, không để được nhiều nha các bạn. Bò nó tái lên nè, chín nè, thịt bò nó lẻ chín lắm các bạn ơi. Mình sẽ để thiên lý vô thêm.
chưa. Cái này nãy tôi có ớt chỗ rồi, hết không bằng ớt gia vị hết rồi. Giờ ăn khỏi cần rồi, khỏi cần chấm gì hết. Đây chính là các bạn ơi, nè thấy thịt vàng đúng không? Đã không? Thơm quá các bạn ơi. Tôi bỏ thêm con hương lưới nha các bạn. Gì bò né luôn các bạn ơi. Cho mấy cái ớt vô. Cho thêm mấy này vô nữa các bạn ơi. Có tỏi nè các bạn, để đi cho thêm mấy nhánh tỏi vô nha. Đã lắm. Nè các bạn, không? Các bạn thấy không? Đã không? Cực vời.